Cô chào Thảo Đan nhé. Cô vừa nghe video bài học ngày hôm nay của con. Con đọc bài khá là tốt. Tuy nhiên là con lưu ý cho cô, khi con đọc bài thì con đọc cần rõ hơn nhé. Tức là mình cần đọc to hơn ý, để các cô dễ phát hiện lỗi sai của mình và cũng dễ nhận xét hơn và chỉnh lại cho con nhé. Tuy nhiên là trong bài đọc ngày hôm nay của con thì có một số lỗi cô cần chỉnh lại cho con. Thứ nhất là trong các từ trong âm thì mình cần chỉnh lại cho cô 3 từ. Thứ nhất đó là từ dream. Từ thứ hai mix. Âm này là âm KS, mình bật mạnh lên nhé. Và từ tiếp theo đó là từ thứ ba ở hàng thứ ba, mirror. Đó, 3 từ. Ở trong âm thì mình cần chú ý cho cô những từ sau. Thứ nhất là trong phần này thì mình chú ý cho cô từ nervous. Từ thứ hai plain. Từ thứ ba noon. Từ thứ tư nap. Từ thứ năm là mình cần phân biệt rất là rõ cho cô cái từ neat và need. Đó, bởi vì nó là hai âm rất là giống nhau, nhưng mà một âm y ngắn và một âm y dài. Cái từ đan len ấy, neat. Từ thứ hai neat. Từ thứ hai là cái từ cuối cùng hàng thứ ba ấy, nó là âm y dài, neat. Mình chú ý nhá. Ở phần âm thì mình sẽ chú ý cho cô hai từ. Từ thứ nhất đó là từ strong. Và từ thứ hai đó là từ interesting. Đó, mình chú ý cô một số lỗi đó để mình chỉnh lại từ cho nó chuẩn nhá. Rồi, cô chào Thỏ Đan nha.